Hãy bấm đăng ký để xem những chương trình mới nhất của Network Man Shadow Ways. Để biết được nguyên nhân tại sao cái cổng tín hiệu của mình, cổng giao tiếp serial RS232, 422 hoặc là 485 của chúng ta bị cháy, gọi là bị ngắn mạch á, thì có những cái nguyên nhân cơ bản như sau. Thứ nhất, nguyên nhân mà anh em phải nêu ra đầu tiên đó là do hiện tượng sét đánh lan truyền. Có nghĩa là nó có những cái xung cảm ứng lan truyền đó, nó có thể tác động lên những cái cấp nguồn của chúng ta. Ví dụ như trong nhà máy, những cái thiết bị này anh em biết được là những thiết bị thuộc và giao tiếp, thì chúng ta đặt vào một cái tủ riêng biệt. Nhưng mà khi mà chúng ta thi công đường dây nối tới với nối từ cái thiết bị đây này, thiết bị đọc, ví dụ như chuyển đổi modbus thiết bị này, hoặc là chỉ thiết bị chỉ là giao tiếp cổng rệt 485 mà chúng ta có sẵn phần mềm thì sử dụng con này, thì chúng ta trên cái đường dây đó, nếu mà thi công kỹ thuật nó không có đúng, cái khoảng cách giữa cái dây cáp nguồn và mình tạm gọi là dây động lực nối những cái motor, những cái thiết bị gọi là có công suất lớn, còn những cái dây tín hiệu này anh em đặt sát những cái dây mà cáp động lực, thì khi mà có hiện tượng sét đánh lan truyền thì vô tình những cái sợi dây đó, nếu mà nó những sợi dây động lực nha, nó không có bảo vệ tốt, hoặc là cái lượng cái gọi là cái xung cảm ứng lan truyền nó quá lớn, nó tác động trực tiếp, gọi là nó lan truyền qua cái sợi dây mà tín hiệu của chúng ta. Đặc biệt nếu mà cái sợi dây mà giao tiếp cái cổng RS485 này mà nó không có tốt, nó không có vỏ bọc gọi là chống nhiễu, hoặc là cái chất lượng nó quá kém, thì thành ra là cái xung điện áp đó chỉ tính bằng micro dây nha, thì nó sẽ can thiệp, nó sẽ xâm nhập trực tiếp vào cái cổng này. Và cái mạch ở trong này nè, những cái thiết bị rất là nhạy cảm, những con linh kiện rất là nhạy cảm trong này, thì nó sẽ bị gọi là bị cháy đi, bị phá vỡ đi, có nghĩa là bị hủy ha, kiểu giống như là nó sẽ bị cháy con giao tiếp. Thì lúc đó chúng ta sẽ không đọc được tín hiệu tại cái cổng serial này nữa đó. Vậy thì mình nhắc lại tại sao nó sẽ có nguyên nhân đó. Đó là anh em hình dung vậy nè, nó sẽ có sự thay đổi nhanh của điện áp và dòng điện xảy ra là khi mà thiết bị bảo vệ được kích hoạt. Có nghĩa là bản thân trong nhà máy của chúng ta nó sẽ có cái dạng là bảo vệ chống sét trực tiếp, ở ngoài thì mình không nói nữa, còn ở phía bên trong nó sẽ có những cái bộ chống sét lan truyền cho cái đường nguồn. Anh em cần phân biệt nha, bảo vệ chống sét cho đường nguồn là cái đường power ở trên này là khác nè nha, còn bảo vệ chống sét lan truyền cho cái ở phía dưới này nè, cái cổng gọi là cái cổng dữ liệu á, là nó khác. Phân biệt hai cái đó. Rồi, thì khi mà có hiện tượng sét lan truyền đánh thì những cái thiết bị bảo vệ power trên này nè, trong cái lúc mà nó chuyển mạch á, nó chuyển đổi, nó bảo vệ cái dây cáp này nè, thì trong cái thời gian rất ngắn đó, nó sẽ có một cái lượng điện áp rất lớn nó đi qua, có nghĩa là gọi là nó lan truyền, mình tạm gọi là cái xung cảm ứng lan truyền nó rất ngắn, tính bằng micro dây nha, có thể là dưới 50 micro giây, có đề biên độ thì mình sẽ không đề cập sau cái đó, có thể là thấp hơn, nhưng mà sẽ có một cái video khác, hoặc là anh em có thể tìm hiểu trên Google nhiều hơn ha. Thì trong cái lúc mà những cái thiết bị trên nguồn á, những thiết bị trên nguồn nó thay đổi cái trạng thái, đúng không, nó kích hoạt để bảo vệ cái đường nguồn, thì trong lúc đó nó gây ra cái việc là nhiễu điện từ. Thì cái việc đó, nhiễu điện từ đó, nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến những cái cổng dữ liệu này ha, cổng dữ liệu ở trong những cái thiết bị này. Rồi, đó là cái nguyên nhân thứ nhất. Cái nguyên nhân thứ hai đó là
cái đột biến do đóng ngắt hệ thống nguồn. Anh em mà làm với những cái motor mà 100 kg, và nói chung là motor có công suất rất lớn, thì cái việc mà đóng cắt nguồn á, nó sẽ cái nhiễu nó sinh ra như sau nè. Thứ nhất là nhiễu sinh ra do đóng ngắt hệ thống nguồn bằng tụ điện. Anh em có thể Google bằng cái này ha, thì tụ điện nó sinh ra một cái gọi là cái lượng đột biến rất là lớn, đột biến xung á. Cái thứ hai nữa là hoạt động đóng ngắt ở gần thiết bị do có sự thay đổi tải. Ví dụ như anh em đóng một cái motor đúng không, thì nếu mà bình thường chúng ta sử dụng những cái phương pháp cơ bản như sao tam giác, thì mục đích của nó, tại sao sử dụng nó, là nó giảm cái dòng đi, hoặc là giảm cái, trong lúc đó nó kéo dòng rất là lớn thì sinh ra nó những cái trên cái đường dây của mình á. Nếu mà đường dây tốt không sao, đường dây mà nó không tốt thì cái lượng gọi là cái dòng nó quá lớn trong cái áp đó nữa, nó có cái áp kèm theo nữa chứ, thì nó sẽ xâm nhập vào những cái đường dây tín hiệu đó. Đặc biệt nữa là cái đường dây, nếu anh em đã làm qua cái mạng truyền thông thì chúng ta biết được là cái đường dây cáp động lực và cái đường dây tín hiệu nó phải cách nhau tối thiểu là 20 cm. Nhưng mà một số đơn vị, một số anh em là gộp chung luôn, đi chung cái máng cáp với các thiết bị với cáp động lực luôn, thì cái đó nó rất là rủi ro ha. Riêng mình thì mình sẽ không bao giờ đề xuất phương án đó, mình hãy đi dây hai đường dây riêng biệt. Tín hiệu là một đường dây thiệt là tốt riêng, động lực là một đường dây đặt trong máng đi riêng, cả hai đều đặt trong máng đi riêng hết nha. Còn nếu mà đi chung trong một đường thì phải tối thiểu cách nhau 20 cm, thì lúc đó nó sẽ đảm bảo được cái tính an toàn khi mà chúng ta truyền dữ liệu ha. Đó rồi, cái nguyên nhân gọi là cái ý thứ ba trong cái việc mà đột biến do đóng ngắt hệ thống nguồn, đó là hiện tượng cộng hưởng trong các mạch có linh kiện đóng ngắt theory store. Thì anh em lại tiếp tục Google đi, theory store là cái gì nha, để cho mình biết được cái nguyên lý rồi cái cách hoạt động của nó. Rồi, và cái cuối cùng, cái nguyên nhân đối với đóng ngắt hệ thống nguồn, đó là hiện tượng chập mạch do phóng cái tia lửa điện tới cái hệ thống tiếp đất. Ví dụ như bình thường là cái hệ thống tiếp đất của chúng ta làm không có tốt, thì khi mà cái lượng điện mà chúng ta quá lớn mà chúng ta tích điện tại một điểm đó, nó phóng xuống đất, mà trong lúc đó không, cái đường dẫn nó không được tốt, thì nó sẽ sinh ra một cái gai điện áp, nó đánh ngược lại cái đường dây dẫn đó. Thì trên cái đường dây dẫn đó, nếu mà cái những đường dây tín hiệu chúng ta nằm gần đó, thì vô tình anh bị gọi là bị đánh lan á, có nghĩa là bị xung, những cái xung đó nó lan, nó gọi là lây vào cái đường dây này đó, nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp, nó sẽ phá hủy. Thì mình có cái hình, mình có một số hình ảnh là tại một số cái mạch bị cháy đánh ngược lại đó, có nghe hiện tượng do sét lan truyền đánh ngược lại, hoặc là đóng ngắt nguồn cái xung điện áp quá lớn mà thiết bị này nó không có bảo vệ được á, thì nó sẽ đánh ngược lại. Tất nhiên anh em cần lưu ý, tất cả các thiết bị này đều là chuẩn công nghiệp, thì nhà sản xuất người ta đã có sẵn, người ta có kèm theo một cái tiêu chuẩn ở trong đó, nhưng mà cái tiêu chuẩn đó sử dụng trong môi trường gọi là tương đối ổn định, và có nghĩa là các, có nghĩa là tách biệt. Thứ nhất là anh em lắp cái đường dây cách trên 20 cm và đi đường tín hiệu riêng, dây cáp phải bọc chống nhiễu, cáp loại tốt. Và thứ ba nữa là tất cả các thiết bị chống sét cho đường nguồn á, thì phải tuân thủ nghiêm ngặt, có nghĩa là những cái đường nguồn này là phải có thiết bị chống sét đi hết rồi, thì lúc đó cái thiết bị này cái tiêu chuẩn của nó đã đủ để cho anh em xài. Nhưng chúng ta cần đặt một câu hỏi rằng là đôi khi trong nhà máy chúng ta vì một số lý do mà chúng ta sẽ không thi công đúng cái kỹ thuật của nó, thì thành ra là cái tiêu chuẩn của nó vẫn chưa đủ đó. Thì đầu tiên thì tôi sẽ đi qua một cái lý thuyết trước, một số chúng ta cần quan tâm cái thông số nào nha. Nhưng mà trước khi qua thông số đó, thì nãy giờ có một thiết bị ở trên hình ảnh, trên cái màn hình của chúng ta chưa nói đến nó, đó là cái bộ bảo vệ gọi là chống xung áp, tôi tạm gọi là chống cái hiện tượng là sét đánh lan truyền, hoặc là một số anh em kêu là chống cái xung cảm ứng lan truyền ha. Nó có tên là surge protector nha, cái mã của nó là ISD1130. Thì cái mã này chuyên sử dụng cho đường tín hiệu là RS422 và RS485. 485 nó có thể là có 2 dây hoặc là 4 dây được sử dụng được ha. Thì đó là mục đích chính của cái thiết bị này đó. Rồi thì cái cách lắp làm sao, gắn làm sao, thì chậm nữa tôi sẽ nói rõ ràng. Chúng ta kết nối vào thiết bị, một trong những thiết bị này nha, thời gian
thời lượng của tôi không cho phép là tôi kết nối hết, nhưng mà một thiết bị cũng đủ làm mẫu rồi ha. Rồi thì bây giờ tôi sẽ truy cập vào cái catalog của từng loại thiết bị này, tôi coi thử là nó có cái tiêu chuẩn mà tôi cần hay không nha. Thì đầu tiên mà cái tiêu chuẩn mà liên quan tới cái hiện tượng chống những cái xung cảm ứng lan truyền hoặc là chống chống sét lan truyền đó, thì nó có cái tiêu chuẩn gì? Thì hiện tại là tôi đang có trên màn hình của tôi đây. Anh em có thể là search cái tiêu chuẩn này. Nếu mà ở quốc tế thì nó có cái tiêu chuẩn là IEC 6100, xin lỗi anh em, IEC 61000 gạch 4 gạch 5. Cái này là cái tiêu chuẩn của nó ha, cái thời gian ra. Rồi thì cái tiêu chuẩn này tham chiếu với tiêu chuẩn Việt Nam thì nó có như thế này, 8241 gạch 4 gạch 5 2009. Thì anh em có thể là tham chiếu với nhau ha. Thì tại sao tôi lại nhắc đến cái tham số này rất là quan trọng? Tại vì cái tham số này nó có ảnh hưởng trực tiếp tới cái độ bảo vệ của thiết bị của chúng ta. Rồi tôi sẽ quay lại cái thiết bị này. Vậy cái thiết bị này nó có cái IEC 61000 gạch 4 gạch 5 là như thế nào? Thì tôi sẽ truy cập vào trong đây. Thì đầu tiên đây là cái mã của nó, đây là cái màn hình chính. Thì sẽ có hai cái dòng thiết bị hiện tại tôi đang cầm trên tay của mình á, là cái dòng là RS485, RS422. Dòng bên này nó có cọng dây nữa đó, thì RS232 thôi. Đó. Rồi, thì anh em thấy cái đoạn đầu tiên như chỗ này là nhà sản xuất đề cập là N61000 gạch 4 gạch 5 Level 4 Surge Protection for Serial Data Line. Có nghĩa là thiết bị này ở mức 4, bảo vệ ở mức 4 nè, bảo vệ cái chống tăng áp cho cái cổng dữ liệu nối tiếp, cổng serial ha. Rồi thứ hai nữa là họ kêu là họ nói thêm là cái thông số nhiệt độ của nó hoạt động là từ âm 40 cho tới 85 độ C, tương đối cao. Rồi thì cái thông số này nó nói lên điều gì? Tôi cần phải truy cập vào cái mục specification nữa. Thì trong mục specification này tôi sẽ tìm tới cái mục standard của nó. Thì anh em thấy chỗ này nó có MS ngay chỗ này nha anh em. Thì anh em thấy chỗ này IEC 61000 gạch 4 gạch 5 Sir Signal 4000V. Đó. Thì cái giới hạn mà nó chịu đựng của nó là từ 4000V trở lại thì lúc đó nó sẽ bảo vệ, có nghĩa là nó sẽ có cách nó không cho cái hiện tượng cái gai sóng đó nó xâm nhập trực tiếp vào cái thiết bị phía sau con này ha. Rồi thì những cái tiêu chuẩn khác thì tôi sẽ không nhắc lại, tại vì anh em đọc tiếng Anh thì cái này là tiêu chuẩn môi trường an toàn chống rung gì đó thì tôi sẽ không đề cập nữa. Đó là cái khả năng bảo vệ của con này. Vậy nếu không có thiết bị này thì những thiết bị này nó đã có tiêu chuẩn gọi là IEC 61000 gạch 4 gạch 5 nó như thế nào? Đầu tiên tôi vào thiết bị Serial Device Server ha. Thì đối với cái dòng thiết bị này nó có cái cổng là RS đây, rồi RS 232 485 422 chỗ này. Tôi muốn coi thử tài liệu của nó là nó có cái tiêu chuẩn IEC đó hay chưa. Tôi cũng truy cập vào cái thiết bị này. Đó thì về thiết bị này tôi cũng vào một thông số kỹ thuật. Trong thông số kỹ thuật thì tôi sẽ tìm tới cái mục tiêu chuẩn của nó. Rồi, em thấy chỗ này. Nó có nhiều tiêu chuẩn hơn ha. Nhưng mà tôi cần tìm tới cái mục IEC 61000 gạch 4 gạch 5 sơ. Đối với dòng thiết bị này thì nó sẽ có ngay chỗ cái nguồn á, ngay chỗ cái nguồn cấp ngay chỗ này là 2000V. Rồi, cái đường signal chỉ là 0.5 kV. 0.5 là tương đương với 500V á. Đó, thì nó bảo vệ chừng đó thôi ha. Rồi, đó là serial device server. Vậy giờ tôi qua cái con mà chuyển đổi modbus RTU sang modbus TCP dòng cơ bản thì như thế nào ha. Tôi cũng vẫn truy cập vào thiết bị này. Vào tìm tới mục specification, thông số kỹ thuật và tôi tiếp tục tìm đến cái mục standard của nó. Coi thử là cái thiết bị chuyển đổi RTU sang TCP này nó ra sao. Rồi cũng là IEC 61000 gạch 4 gạch 5 sơ, power của nó là 1000V. Đó. Rồi tiếp theo, cái signal của nó là 2000V ha. Nhưng mà anh em lưu ý này nè. Signal của nó 2000V, nhà sản xuất
có liệt kê ngay chỗ đây là đối với cái model là MB3480 thôi, còn riêng model 3MB3180 này thì không có ha, cần chú ý điều đó. Có nghĩa là là cái model này nó chỉ là có cái tiêu chuẩn dành cho cái đường nguồn thôi, còn cái đường tín hiệu này họ không có, nhiều lý do lắm. Rồi thì bây giờ thì trước mắt khi mà mình thấy không có là mình cần phải bổ sung thêm một cái bộ chống sét lan truyền như thế này. Có nghĩa là cái bộ này là 4.000V đúng không? À, thì có nghĩa là tối thiểu cũng phải lắp như thế này trước khi đưa vào cổng này để mục đích bảo vệ. Có nghĩa là có xung áp gì cao thì nó tới con này trước, sau đó nó dẫn xuống đất hoặc là nó triệt tiêu trước khi cho nó vô cái cổng này để bảo vệ thiết bị. Có nghĩa là dữ liệu mình nó không bị gián đoạn đó. Rồi sau khi qua cái dòng tiêu chuẩn thì giờ mình sẽ tới cái dòng nâng cao ha. Dòng nâng cao này thì nó sẽ có khác biệt như thế nào? Lưu ý cái cổng tín hiệu nằm ở dưới đây nè nha. Cổng lấy rẽ 232 485. Bây giờ tôi coi. Rồi, tôi cũng truy cập vào cái link của nó MB3180 MB3170. Đây, cái dòng của nó trên màn hình là dòng này đây. Ha. Bây giờ tôi cũng vào cái file thông số kỹ thuật của nó. Rồi, tôi cũng tìm tới ngay chỗ cái mục standard. Rồi, ngay chỗ mục standard thì tôi cần tìm là IEC 61000 gạch 4 gạch 5 sơ. Có nghĩa rằng là nó có cái đường bảo vệ ngay chỗ này nè là 2000V. Đó, còn cái đường tín hiệu là chưa đề cập, chưa đề cập đó. Vậy thì nếu mà chưa đề cập thì chúng ta vẫn biện pháp an toàn là vẫn phải bổ sung một cái thiết bị bảo vệ nằm ở dưới cái cổng này đấy. Đó, cái vấn đề là chúng ta cần lưu ý là như vậy. Để vì sao? Vì khi có sét đánh hoặc là khi mà cái hệ thống đóng ngắt nguồn của chúng ta đó, mà khi mà có khởi động hay là đóng ngắt thì nó sẽ đảm bảo được cái độ an toàn cho cái cổng giao tiếp dữ liệu ha. Đó, nếu mà có thì cũng không có nhiều. Thật ra là cái điện áp mà lan truyền thì nó nhiều hơn cái con số mà hiện tại cái model này nãy có đề cập ha. Đó, thì đó là tôi muốn đề cập tới cái thông số đó trước ha. Tại vì tôi phụ thuộc vào ngay chỗ cái con, xin lỗi, con này trước nha. Từ con này, cái tiêu chuẩn của con này mà mình đi tìm những thông số của các thiết bị này nha. Tất nhiên nó sẽ nhà sản xuất mỗi nhà sẽ có một số cái ký hiệu thêm về thiết bị, nhưng mà tiêu chuẩn IEC thì nó chỉ có một thôi. Đó, thì anh em có thể là tham khảo cái đó thêm. Rồi, thì bây giờ tôi có một cái file so sánh trên màn hình nữa. Tôi muốn highlight, tôi muốn làm nổi bật của nó hơn. Thì bây giờ anh em nhìn trên đây, đặc biệt là cái khúc standard tôi sẽ kéo xuống. Nhắc lại là cái thiết bị N-Port thì nó chỉ là giao tiếp com ảo, chuyển đổi cái tín hiệu cổng com sang Ethernet, cổng Ethernet ha. Còn các thiết bị M-Gate là nó chuyển modbus RTU sang modbus TCP, nó hai dòng sản phẩm. Rồi bây giờ tôi tìm đến ngay chỗ cái mục mà tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn thì nó có cái gì? Rồi, tiêu chuẩn nó có ngay chỗ đây, rất rõ ràng. Thì đối với con N-Port thì con này nè. N-Port thì nó sẽ có cái 6.000 61000 gạch 4 gạch 5 Sir Power 2000 signal 0.5 kV. Rồi bên này IEC 61000 gạch 4 gạch 5 Sir Power 1 kV, còn lại không thấy ha. Rồi qua này IEC 61000 gạch 4 gạch 5 Sir Power 2000 2 kV, 2000V đấy. Ok, thì mình đã thấy được rõ ràng rồi. Thì bây giờ mình sẽ qua cái thiết bị bên này. Liệu những cái đồng hồ này nó đã có tiêu chuẩn hay là chưa? Thì mình sẽ có một cái file của cái hãng đồng hồ này nữa. Rồi mình qua cái hãng này đây. Ok, rồi cái hãng này thì họ mình sẽ kéo xuống cái thông số specification, nhưng mà trước mắt đó mình sẽ nói cho anh em biết cái cổng của nó đã. Rồi cái này là cái con là công tơ điện tử. Thì nó sẽ đo được cái điện áp 3 pha, tần số, đo được cường độ dùng điện thông qua cái cuộn CT cái nối vào trong này. Chỗ này anh em thấy được là dây A cộng và dây B trừ tương đương với RS485 modbus RTU ha, hai dây. Chỗ này dây nội đất. Dây nội đất thì nó sẽ có cái màu này nha các bạn.
nhớ đi ra ngoài là mình thấy cái màu này là dành nó đắt ấy, nó sẽ có màu xanh đây này, cái dạng giống như vậy cho anh em coi nè, đấy màu xanh cái chỉ xanh cái dây vàng đó, thường là dành nó đắt. Rồi thì bây giờ mình sẽ tiếp tục kéo xuống ngay chỗ có một thông số kỹ thuật ha, để mình coi thử đây giao tiếp rệt 485 communication nè. Rồi tiếp theo nữa là nó có IEC gì không? Đó nó có IEC 6100 gạch 4 gạch 4. Tôi cần là 6100 gạch 4 gạch 5. Đây nó có ngay chỗ khúc này đây các bạn. 2000V 2 kV IEC 6100 gạch 4 gạch 5. Ồ, vậy là đồng hồ này là về người ta có trang bị cái kiểu là chống cái hiện tượng mà xung cái gai điện áp lên cho cái cổng giao tiếp RS 485 này. Đó. Vậy thì nếu mà quan điểm của mình thì mình nghĩ là mình cũng không cần trang bị vào cái bộ vào cổng này đâu, tại vì nó đã có nhà sản xuất đã đính kèm vô trong đây rồi nha. Nhưng mà nếu chúng ta có điều kiện, chúng ta có dư giả về kinh phí thì chúng ta nên chọn cái con 4000 này ha, hoặc thậm chí cái con nào mà có cái chống cao hơn thì nó sẽ bảo vệ tốt hơn cho chúng ta. Đó, tại vì bình thường khi mà cái một cái tia sét trực tiếp đánh nó khoảng là 100.000V rồi nó khoảng là nhưng mà của mình là gián tiếp thì nó sẽ giảm nhiều hơn đáng kể, nhưng mà mình cũng không thể nào chủ quan được cái đó đâu. Rồi, thì mình biết được cái tiêu chuẩn của nó như thế rồi thì bây giờ mình sẽ bắt đầu sử dụng cái thiết bị này kết hợp với những cái bộ tôi để trên đây như thế nào.